Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023, sau nhiều tháng ngang bằng với giá heo Việt Nam, giá heo Trung Quốc trong vài ngày qua bắt đầu tăng mạnh, hiện cao hơn giá heo thị các tỉnh miền Bắc từ 3.000 đến 7.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc. Suốt một thời gian dài vừa qua, giá heo hơi trong nước ngang bằng với giá heo các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Trước đó, nhiều hộ nuôi đã hy vọng giá heo tại Trung Quốc tăng, các đầu mối xuất khẩu tiểu ngạch có thể xuất khẩu được heo sống qua thị trường này giá heo hơi trong nước khi đó sẽ tăng theo. Trong hai ngày qua, giá heo hơi tại Trung Quốc đã lên mức 55.000 đến 58.000 đồng một kg, cao hơn hẳn giá heo Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc chưa mở cửa cho heo sống từ Việt Nam nên giá heo trong nước khó có thể tăng theo. Hiện giá heo miền Bắc vẫn giữ nguyên ở mức 46.000 đến 50.000 đồng một kg. Trong đó, tại các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ trong khoảng 46.000 đến 51.000 đồng một kg. Hà Nội, Hà Nam, Nam Định giao động từ 46.000 đến 50.000 đồng kg. Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình có phần nhỉnh hơn, quanh mức 47.000 đến 51.000 đồng một kg. Các tỉnh trung du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, giá heo từ 43.000 đến 49.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi từ 46.000 đến 52.000 đồng một kg. Cụ thể, Hòa Bình 46.000 đến 50.000 đồng trên kg. Sơn La, Lai Châu, điện biên gia động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng chục kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 46.000 đến 51.000 đồng chục kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên không ghi nhận biến động, mức 46.000 đến 52.000 đồng gột kg được giữ nguyên. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 46.000 đến 51.000 đồng gột kg. Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế giá heo phổ biến ở mức 47.000 đến 52.000 đồng kg. Giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 50.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Giá heo tại Tây Nguyên từ 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân 47.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Gia Lai, con tum, Đắk Nông giao động từ 48.000 đến 50.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi các tỉnh phía Nam cũng có diễn biến tương tự. Giá heo hơi giao dịch trong ngày mùng 9 tháng 3 tại các tỉnh phía Nam phổ biến ở mức 50.000 đến 53.000 đồng/kg. Giá heo tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ 50.000 đến 53.000 đồng/kg. Trong đó Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng Việt kg, Bình Phước chỉ 50.000 đến 52.000 đồng trượt kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ giảm, giá heo hơi cao hơn các tỉnh miền Đông, bình quân 50.000 đến 55.000 đồng Việt kg. Trong đó, giá heo hơi tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang từ 50.000 đến 52.000 đồng kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ 51.000 đến 55.000 đồng một kg. Đồng Tháp An Giang ở mức 51.000 đến 55.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn dạng sáng ngày 9 tháng 3 khoảng 4.700 con heo mảnh. Giá heo mảnh giá xỉ tiếp tục ổn định. Thịt heo đẹp, đầu phiên giữ ở mức 67.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo trung bình dao động giá 64.000 đến 66.000 đồng 1 kg. Cuối chợ heo rớt giá, mảnh heo mỡ, xấu, giá bán trên dưới 50.000 đồng 1 kg chăn nuôi heo tiếp tục gặp khó khăn. Do cung vượt quá cầu, giá thịt heo hơi sụt giảm mạnh trong đầu tháng 3 sau khi liên tục đi ngang trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi liên tục đi ngang trong cao điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán, giá heo hơi đầu tháng 3 tiếp tục giảm mạnh. Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán cho rằng, tình trạng trên chủ yếu do cung vượt quá cầu. Dịch tả heo châu Phi bùng phát gần đây khiến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải bán tháo với số lượng lớn gây dư thừa nguồn cung trên thị trường. Bên cạnh đó, Năm 2020 nguồn cung rất thấp so với cầu, thời điểm đó chăn nuôi lãi nhiều nên các doanh nghiệp đầu tư với quy mô lớn. Có doanh nghiệp tăng đàn 10.000 con heo nái, tương đương thêm 100.000 con heo thịt chu kỳ mỗi năm có 2 chu kỳ. Cũng từ năm 2020, vì thiếu nguồn cung, chính phủ cho phép nhập thịt heo nước ngoài, không áp dụng hạn ngạch. Những doanh nghiệp vẫn còn hợp đồng với các công ty nhập khẩu nước ngoài vẫn phải liên tục nhập về. Chỉ trong tháng 1 năm 2023, đã nhập khẩu 4,91 nghìn tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 11,57 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra còn do một số nguyên nhân khác như người dân thắt chặt chi tiêu, sau dịch Covid-19, người tiêu dùng càng quan tâm đến sức khỏe, thịt chứa nhiều cholesterol dần không còn là lựa chọn hàng đầu. Từ năm ngoái đến nay, toàn ngành chăn nuôi đang trong tình trạng thua lỗ, không riêng gì chăn nuôi lợn, ông đoán cho biết. Cụ thể Mức giá thấp nhất khu vực là 48.000 đồng chốn kg được thương lái thu mua tại các tỉnh phía Bắc như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động 47.000 đến 52.000 đồng chốn kg. Còn tại miền Nam, giá lợn hơi dao động 50.000 đến 52.000 đồng một kg, ổn định hơn so với tuần trước. Nguyên nhân khiến giá lợn hơi giảm mạnh là do nguồn cung thực phẩm nội địa và nhập khẩu đều tăng trong khi sức mua thấp do ảnh hưởng lạm phát. Dự báo xu hướng giá lợn hơi thấp sẽ còn kéo dài ít nhất hết quý 1 năm 2023. Hiện nay, sức tiêu thụ thịt lợn tại các nhà hàng, quán ăn, khu công nghiệp hiện số mức thấp đã đẩy giá lợn hơi tiếp tục lao dốc kỷ lục trong 2 năm qua khi chỉ ở quanh mức 47.000 đến 49.000 đồng Việt kg. Trong khi đó, chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi không giảm đang gây áp lực rất lớn cho người chăn nuôi hiện nay. Tự nấu cám cho đàn lợn ba nái 10 thịt từ 2 năm qua nhưng đến nay anh hậu, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai Hà Nội cũng chuẩn bị phải đóng chuồng. Dù tiết giảm tối đa chi phí đầu vào nhưng khi giá lợn hơi giảm sâu xuống dưới 50.000 đồng một kg các nông hộ sẽ rất khó để duy trì. Áp lực từ giá thức ăn chăn nuôi cao, trong khi giá bán thấp đang khiến 3 phần 4 số hộ chăn nuôi tại xã Đồng Quang, thủ phủ chăn nuôi của huyện Quốc Oai phải bỏ chuồng. Chắc chắn việc vào đàn thời điểm này sẽ rất khó khăn khi không có sự thay đổi trong thời gian tới. Anh Minh huyện Quốc Oai đã bỏ chuồng từ hơn một năm nay. Anh vẫn mong khi các loại chi phí giảm Giá lợn hơi tăng lại để vào đàn nhưng như hiện nay việc duy trì đã là rất khó. Giá lợn hơi giảm, mức tiêu thụ ít đi đang là thực tế khiến cho ngành chăn nuôi gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Nguyên nhân khiến giá lợn hơi giảm và duy trì ở mức thấp chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng thấp, không phải xuất phát từ việc tăng nguồn cung. Vì vậy, để người chăn nuôi có lãi thời điểm này là rất khó khăn. Hiện nay, tổng đàn lợn cả nước đạt khoảng 26,2 triệu con, tăng 11,4% so với năm 2021 khi nguồn cung dồi dào nhưng sức tiêu thụ lại giảm để duy trì đàn lợn trong bối cảnh hiện nay là một sự thách thức lớn. Giảm giá thức ăn, cùng với đó là chủ động nguồn nguyên liệu vẫn là nhiệm vụ hàng đầu để tháo gỡ những khó khăn hiện tại. Thu mua ngô trong nước thay cho các loại nguyên liệu nhập khẩu đang là giải pháp công ty Hải Thịnh, Bắc Giang lựa chọn để giảm giá cám chăn nuôi trong hơn 2 năm qua. Sử dụng nguyên liệu trong nước đang giảm từ 15 đến 20% giá thức ăn chăn nuôi hiện nay. Đầu tháng 3, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp bàn với Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ Thực vật cùng các địa phương về việc tăng sản lượng trồng ngô phục vụ làm thức ăn chăn nuôi. Theo dự kiến, năm nay sẽ tăng lên ít nhất 10%. Tín hiệu khó khăn bắt đầu từ cuối quý 3 năm 2022, sau khi giá lợn hơi có thời điểm lên đến 75.000 đồng trên kg rồi từ đó tụt dốc cho đến nay. Chưa kể, số lượng lợn đến tuổi xuất chuồng của cả các doanh nghiệp chăn nuôi lớn và các nông hộ dồn toa đến thời điểm này vẫn chưa tiêu thụ hết khiến nguồn cung ở mức cao. Do đó, để ổn định giá lợn hơi trong nước, Việt Nam cần sớm thương thảo với các nước để xuất khẩu thịt lợn chính ngạch, tuy nhiên sẽ cần có lộ trình chưa thể triển khai ngay thời điểm này. Giá thịt lợn hơi xuống dưới 50.000 đồng trên kg. Những ngày gần đây, người chăn nuôi heo trên địa bàn Đồng Nai lo lắng khi giá heo hơi tiếp tục giảm xuống mức dưới 50.000 đồng trên kg. Với mức giá này, người nuôi cầm chắc lỗ. Theo báo cáo của Sở Công Thương, giá heo hơi trên địa bàn thành phố Biên Hòa huyện Vĩnh Cửu giảm 2.000 đồng 1 kg từ 52.000 đồng kg xuống 50.000 đồng một kg. Thành phố Long Khánh và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ cũng giảm 1.000 đồng 1 kg từ 53.000 đồng một kg xuống 52.000 đồng trên kg. Không chỉ có heo nuôi trong dân hạ giá, đến cả heo giống siêu nạc nuôi trong những trang trại công nghiệp cũng đang có giá rất thấp. Chị Trần Thị Lệ ở thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng huyện Tuy Phước, Bình Định, người có ra trại chăn nuôi heo thương phẩm rộng 1.200 m2. Mỗi năm xuất bán ra thị trường hơn 400 tấn heo thịt hiện cũng đang chới với vì giá heo quá thấp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn giữ nguyên mức cũ. Heo hạ giá đã đành, hiện nay thương lái mua mạnh nhất là heo hơn 70 kg con trở xuống, còn heo từ 80 đến 100 kg con thương lái thấy là chê, không mua, nếu mua thì sẽ mua thấp hơn heo có trọng lượng từ 70 kg con trở xuống mấy giá. Heo nuôi trong dân thường có trọng lượng trên 80 kg con bởi trong giai đoạn này heo ăn ít mà tăng trọng nhanh nên người nuôi thường nuôi dáng để kiếm thêm tiền lãi. Biết là thiệt thòi, nhưng dù bị ép cũng phải bán chứ không ai dám để lại. Lỡ đâu giá heo còn hạ nữa thì càng lỗ to. Nhất là hiện nay trên địa bàn Hoài Ân đã có hiện tượng heo bỏ ăn, nguy cơ dịch bệnh rình rập. Cục xuất nhập khẩu bộ công thương dự báo chăn nuôi heo trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho rằng phải đến đầu quý 2 năm 2023 nền kinh tế mới phục hồi dần hoạt động của các doanh nghiệp đi vào ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động mới được cải thiện trở lại, giúp sức tiêu thụ thịt tăng lên. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có vaccine dịch tả heo châu Phi nên rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi cũng giảm đi. Ngoài ra, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thế giới đang có xu hướng giảm, nhưng giá thức ăn trong nước có độ trễ hơn giá nguyên liệu nên phải đến đầu quý 2 năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi trong nước mới có khả năng giảm dần so với hiện tại. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.